dọn dẹp phòng nào. Buồn cười quá, bà chủ tới, đổi chỗ cho bé lùn. Đứng im đấy. Chào bà chủ. Vì bạn đã làm việc chăm chỉ, đây là tiền thưởng. Cảm ơn nhiều. Thêm hộp bánh này. Bánh sô-cô-la nhân kem. Giòn ngon đã mồm. Nhân kem béo ngậy. Ngon không dứt miệng. Còn cô, bà chủ, để em tự phạt. iPhone của tôi. Mì xào cay thơm thật. Để xem ai hay ăn vụng. Đặt camera ở đây. Giao hàng à, tôi xuống ngay. Kiểm tra xem nào. Không ổn rồi. Ai đã ăn bụng mì của tôi? Tôi đang trang điểm, hỏi lương lẹo. Tôi nghi là hip hop boy. Tôi đang đọc rap, không biết gì hết. Mọi người, tôi đã biết là ai. Là ai? Chụp tự sướng nào. Tranh thủ thôi. Thả thuốc mê à? Em yêu, uống nước này. Khoan đã, lâu lắm không gặp em. Mình quen biết hả? Đúng vậy, có hình chụp chung nè. Em uống nước đi, kệ chị ý. Cùng ăn thử que cay đã. Ăn thử chứ gì. Cay cay ngon ngon. Dai dai đã mồm. Ôi cay quá đi, để uống ngụm nước. Nước này, uống có ngon không? Ngon chứ sao, nãy cho viên kẹo xê sủi. Vì em đang bị táo bón mà. Cái gì, đều do em gái này. Toàn nghĩ lung tung thôi. Hôm nay sẽ ăn que cay, để đi lấy đôi đũa. Thử miếng xem nào. Cay cay ngon ngon. Lượn ngay không lộ. Xin một miếng. Đậm đà mỹ vị. Chạy trốn thôi. Nhìn có vẻ ngon. Múc mát thật đã. Hôi cay quá. Chén thôi nào. Quá là ngon luôn. Đổ thuốc sổ lên, đề phòng bị ăn vụng. Mất điện à? Ai đã ăn vụng que cay của tôi? Anh đang bị ngứa, không ăn được cay. Em đang làm việc, không biết gì hết. Tôi đang tập sâu môi, sao ăn vụng được? Để suy nghĩ thêm. Cay nhưng mà ngon. Dai dẻo vui mồm. Mọi người, tôi đã biết là ai. Là ai?